Em ơi, nám bôi thuốc hết không em? Công việc của chị khá là nắng. Đây là khuôn mặt của cô gái năm nào gọi đến và hỏi bác sĩ. Và sau đó cô gái tiết lộ rằng là chị ấy làm nghề lái đò. Bác sĩ mới nghĩ rằng chết rồi, bây giờ là chữa hay không chữa đây? Tại vì nếu mà chữa mà lại không kỹ nắng thì cái công việc môi trường làm việc của chị ấy rất là nắng, thì liệu sau khi chữa xong là chị có bị tái lại nhanh hay không, và đồng thời là chị có đủ chi phí để điều trị hay không. Và một cái điều làm cho bác sĩ suy nghĩ rất là nhiều đó chính là một khuôn mặt của người phụ nữ, mà nếu như để một khuôn mặt rất là tối giống như vậy thì liệu cuộc sống xung quanh của chị ấy có đạt được hạnh phúc hoặc là đạt được sự vui vẻ hay không. Và điều đó làm cho bác sĩ nghĩ rằng thôi thì chữa đi, và chữa ở một cái chi phí thấp nhất có thể với sự phối hợp thật là kỹ của khách hàng. Và kết quả là như ngày hôm nay, chị đó đã có một làn da rất là đẹp. Và đồng thời những gì mà gọi là những thành quả quả ngọt đã đem lại cho bác sĩ đó chính là sự yêu thương, tin tưởng của chị đó dành cho bác sĩ. Và đặc biệt là chị ấy đã giới thiệu rất là nhiều khách hàng đến cho bác sĩ. Và chị ấy giống như một minh chứng sống của các chị em phụ nữ rằng không phải là chị có tiền nhiều mới điều trị được nám, và không phải là chị có ngồi trong mát mới điều trị được nám, mà kể cả chúng ta đi ngoài nắng hoặc là môi trường của chúng ta tiếp xúc với ánh nắng rất là nhiều thì chúng ta cũng có thể điều trị được nám. Và như vậy thì chúng ta hãy đến với lại các phòng khám chuyên khoa da liễu hoặc là đến với các bác sĩ da liễu càng sớm càng tốt các bạn nha, để chúng ta có thể được điều trị nám đúng cách nhất và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Và đồng thời chúng ta sẽ phải thay đổi một chút xíu thói quen để chúng ta giữ gìn làn da chúng ta đẹp nhất các bạn nha, và tạo ra được một cái cuộc sống mới tốt hơn, vui vẻ hơn cho những người xung quanh của chúng ta khi chúng ta có một diện mạo mới.